con chào cô Bảy nha. Cô Bảy, cô Bảy chuyện con, cô Bảy bức xúc cái người con của cô chú là bây giờ bỏ hẳn luôn hả? Bỏ hẳn rồi, bây giờ điện cũng không bắt máy mà không trả lời. Nó nói thẳng với ba má nó, giờ nó bỏ luôn rồi. Thì rồi từ nay con nó cũng vậy, nó cũng bỏ luôn rồi. Nó không có lo gì, không có trách nhiệm. Bởi bây giờ là ba mẹ nó cũng cắt đứt nó rồi, không quan hệ với nó nữa. Nếu nó chết sống được cũng không báo cho nó biết. Nó là một người cha là thứ nhất á, với một người chồng bất lực. Ở với một con vợ mà chửi cha mẹ mình quân này quân kia cũng nín. Là tôi thấy là cái thằng này nó quá nhu nhược. Một người đàn ông vậy không có làm người đàn ông. Nếu mà nó một người đàn ông như người ta là chửi mẹ chửi cha mình, có thằng là nó quánh rồi. Con này để cho chửi cha mẹ mình mà để cho con nắm đầu quánh là thì cái thằng này không biết là kêu bằng cái gì nữa. Nói hẳn tôi nói vậy, bất lực. Đó, thì con cũng nghe nói là bây giờ là chặn số điện thoại luôn. Hồi nãy con có gặp cô với chú, cũng có ghi hình cô với chú. Cô với chú nói là bây giờ nó cái người con nó đã chặn số điện thoại tất cả liên lạc luôn rồi. Nó bây giờ nói chung là giống như là bỏ hẳn cha mẹ luôn. Nó làm vậy rồi giờ con nó cũng không lo, cũng hỏi thăm. Bởi thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp, thằng này rất là dễ thương, ngoan, giỏi lắm. Không có để mà ai ghét hết. Thì mấy ngày nay con cũng nghe nói là con dâu là trốn luôn hả cô? Con dâu có trốn rồi, trốn nay 3-4 bữa. Con trai con ở gần đó rồi con thấy sao? Có không? Dạ có. Trốn luôn hả? Dạ. Vậy là mấy ngày nay là con không gặp luôn. Dạ không. Hàng xóm đâu có nói không ta? Hàng xóm? Con cũng không biết. Không, ý là hàng xóm đâu có thấy mẹ kế của con á? Dạ thấy. Thấy là ôm đồ thấy ở đâu hay là thấy gom đồ đi hay là như thế nào? Dạ thấy gom đồ đi. Thấy gom đồ đi luôn. Là mấy ngày rồi? Dạ khoảng 3 ngày. Vậy là có lẽ đi luôn hả ta? Ha, đi theo ông ba đi. Từ cái ngày mà tụi con xuống đây để mà ghi hình á. Là 3-4 ngày đó. Trước đó 1 ngày. Cô Bảy có muốn nói gì không cô Bảy? Giờ cũng nói, tôi cũng nhờ Mạnh Thần Quân là cũng xem cái phim này thì thấy là cũng có một cái tình thương cũng như là giúp đỡ cái hoàn cảnh của cháu này. Cái sự học là cũng là đang học tới lớp 5, cái là vì bà nội nghèo rồi cha lại có vợ nhỏ khác nữa nên nó là không có tiền đi học. Nên nó nghỉ luôn, nghỉ nay là 2 năm trời rồi. Nên tôi cũng nhờ Mạnh Thường Quân có tấm lòng cũng như là ráng giúp đỡ làm sao cho cháu được ăn học, được lo sự học nó đáng lên tới lớp 12 cũng được. Nó là ráng học để sau này nó có tiền để nó làm ra nó nuôi bà nội nó, ông bà nội nó. Chứ giờ cha nó là kể như là không còn rồi đó. Nó là nói thẳng vậy, nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm. Bây giờ nghe nói mà con trai bây giờ bỏ luôn cha với mẹ luôn. Không ai mà như cái thằng này thiệt. Bây giờ cô với chú giống như là cây khô. Đúng rồi. Cây khô giữa đồng cũng như là không có nước tưới thì lấy đồng sống. Bây giờ đó ở nhà người ta bây giờ người ta muốn đuổi giờ nào người ta đuổi rồi chết luôn, lúc đó là khổ nữa. Ở bây giờ hai ông bà này bây giờ là phải trước sau gì cũng phải đi thôi, chứ không ở đây được. Trước sau là phải đi, chứ không ở trong cái căn nhà đó được. Tại sống mà bây giờ là cũng như là thằng này với con này rạn nứt rồi. Vậy ông bà này sao còn sống được? Có sống yên cái bên gia đình đâu không? Chí mà chú hồi nãy sáng chú nói là con dâu đưa cha về nhà luôn mà, ngủ đó luôn mà. Cái đó có không con? Chỉ có. Trời ơi, là một người hay là nhiều người? Dạ một người, lâu lâu chỉ có hai người đi vô. Bình thường mà con sống với người mẹ ghẻ đó thì một ngày đó là người mẹ ghẻ con sai con là những làm những cái công việc gì? Dạ quét nhà rửa chén. Quét nhà rửa chén. Dạ. Thì còn gì nữa không? Dạ dọn dẹp. Dọn nói chung là coi những em, cái công em. Việc lặt vặt trong nhà. Coi dạ. Em, coi rồi em. Trong em nữa đúng không? Dạ. Đó thì cô mới nhắc tuồn kìa. Thì nói chung là trong em thì là con trong bao nhiêu đứa em? Dạ trong một đứa. Đứa ha. Là đứa em đó là bao nhiêu tuổi con? Dạ. Gần như hồng của giáo. Tại vì rồi, có khi nào là con nói với mẹ ghẻ đó, mẹ kế của con đó là con muốn đi học không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Coi em nó của con ai? Dạ con của mẹ. Con riêng phải không? Dạ. Con riêng của mẹ chứ không phải con của ba nó. Ba nó ở với nhỏ này thì không có con.
Nó mới ở 2 năm, 3 năm gì đó là cất nhà luôn á. Hồi nãy đang hỏi con giữa chừng thì cho chú hỏi thêm cái vấn đề này nè. Có khi nào mà con cảm thấy mà khi mà mẹ kế con với cha con xung đột với nhau thì con có những cái suy nghĩ trong đầu là sẽ đánh lại mẹ kế con không? Dạ không. Rồi con có những lần như vậy thì con có can ngăn hay là khuyên nhủ gì không? Dạ con có can mà con không có khuyên. Con can ha, con can dạ. Là con can cái lúc mà mẹ kế con đánh đó, đánh cha con. Dạ. Con can là con ôm mẹ kế con ra hay sao? Dạ không, con vô đứng đứng giữa con can hai người ra. Là hiện nay là con nghĩ như thế nào mà bây giờ là khi mà cái câu chuyện này á nó xảy ra như vậy thì hiện nay là con đang ở với ông bà nội, và khi nghe là cha cũng từ ba mẹ cũng như là ông bà nội đó rồi từ con luôn thì con cảm thấy như thế nào Dũng? Dạ con không thấy buồn và chán. Con buồn thì con chán nha. Dạ. Đó thì một đứa bé của chú anh chị trong cái trường hợp này thì nếu mà chúng ta mà không có uốn nắn nó một cách cẩn thận á thì sau này khi mà lớn lên thì nó sẽ có một cái suy nghĩ lệch lạc, nó sẽ đi theo cái chiều hướng xấu của xã hội, nên là hiện nay thì rất là cần những cái tấm lòng của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để mà uốn nắn cho bé nó, để mà sau này nó trở thành một con người có ích cho xã hội, cũng như là được đi học đi làm để sau này nuôi lại cho ông bà nội. Cô Bảy có muốn nói gì, cô Bảy nói đi cô Bảy. Cô Bảy chia sẻ thêm đi cô Bảy. Thì giờ tôi thì thay vì tôi thấy trên xã hội này thì có những người phụ nữ là chẳng hạn như trường hợp của cái vợ nhỏ của Hồng Thông này đó, là cũng khi mà nghe cái clip này cũng nên là sửa lại cái tánh tình của mình, sống để cho có một cái tương lai sau này của mình, để không có cái xã hội người ta ghét bỏ mình, phải trở thành một người tốt, là một người phụ nữ tốt, dù rằng bước thêm một đường đời được bước thêm một người chồng nào nữa cũng để cho người ta quý trọng mình, phải biết tôn trọng người lớn, không nên là sống như vậy. Nếu mà sống mà có những cái thái độ như trường hợp của xảy ra là gia đình của ông Phong là tôi thấy là không có tốt đó, nên thành ra cô cũng khuyên cháu nên là sửa đổi được cái tánh tình của mình đi. Thì thứ hai là thằng Phong là cái thằng con của cái cô gì đây, cô chú này nên là phải khi mà đọc cái clip này lên cháu cũng phải nên là suy nghĩ, nằm đêm suy nghĩ là biết cái đường đời của con là cuộc đời con đã hai mối tình rồi, tức hai con vợ đó, mà con phải kiểm điểm là bản thân con vợ thứ nhất như thế nào phải bỏ ra đi, rồi con vợ thứ hai phải bỏ đi, rồi con rồi đánh lộn gây lộn có ác kiến như vậy là cô thấy con nên đừng có phải mà dây vô vấn đề tình cảm nữa. Rồi đó con đâu có tiền giờ con lo cho mẹ con đâu, con không gửi con cho tiền cũng thử cho đi một tháng mấy nay làm cũng phải có tiền, ít nhiều cũng phải có 5 triệu 10 triệu gửi cho mẹ mình, 2 triệu 3 triệu điện thoại về hỏi không hỏi nó, nên cô cũng là khuyên cháu nên là sửa đổi cái bản tính của con đi, thì cuộc đời sau này con sẽ có cái tương lai hạnh phúc, còn con mà như vậy nữa là cuộc đời con sẽ không ra gì, nói thẳng là như vậy đó. Thường quá trời cũng nghe cái câu chuyện của cô chú ai cũng đều thương hết á. Bây giờ con dâu đối xử tệ bạc với cha mẹ chồng như vậy, rồi bây giờ thêm một cái người con ruột, bây giờ đã bỏ hẳn cha mẹ ruột luôn, nói chung là bây giờ là bỏ luôn đó. Rồi bây giờ là hai ông bà thì cũng bảy mấy tuổi, sáu mấy bảy chục tuổi gì cũng lớn tuổi rồi, chú thì đang bị bệnh cái bụng bự cà bá gì đó, không biết bệnh đó bệnh gì con? Gan. Dạ, gan. Sơ gan cổ trướng. Sơ gan hình như cũng nguy hiểm lắm á nha. Bệnh tim nữa. Tim. Đó, bây giờ con trai thì bỏ luôn, đắc thì giờ đắc bên vợ, không biết ở được một ngày nào đó người ta đuổi, rồi đi đâu về đâu. Con thì cha bỏ rồi, bỏ luôn cha mẹ, chung nhìn cái hoàn cảnh của chú quá trời thương. Rồi, cô Bảy muốn chia sẻ gì nữa không cô Bảy? Rồi thôi cô chia sẻ thì chú hỏi con nè Dũng ơi. Dạ. Cũng như là bây giờ đứng trước máy quay của tất cả của mấy chú đây thì con đang trực tiếp là nói chuyện với tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.
Thì qua cái câu chuyện của gia đình của con đó, thì con cũng có muốn cái mong muốn gì không, mà mong mỏi cái gì đó để mà cho bản thân của mình không? Dạ, con mong mỏi của con là con có một khoản tiền lo cho ông nội, bà nội. Rồi, tiếp theo nữa là gì nữa? Con đi học nghề. Con sẽ muốn đi học nghề. Con đi học nghề ha. Dạ. Học con thích làm gì? Con thích làm gì? Con thích làm sửa xe. Con thích sửa xe. Đó thì cái nghề này thì nó thật sự thì nó cũng phổ biến trên thị trường hiện nay. Thì cũng có rất là nhiều những tấm lòng của nhà hảo tâm á, người ta có nghề á, người ta cũng nhận học viên. Rồi nếu mà thấy hoàn cảnh khó khăn thì người ta cũng dạy miễn phí. Rồi cũng có thể là người ta sẽ bao ăn bao ở luôn. Nếu làm mà được thì ta trả lương luôn. Làm được người ta sẽ trả lương cho mình luôn. Ở trong Lộc Giang có người nhận rồi, nhưng mà chờ cho bà nội nó với ông nội nó yên ổn rồi nó vô trọng học. Dạ. Sáng đi học chiều về có người giúp đỡ rồi. Bây giờ bé mới đi học đây cũng lỡ cỡ rồi. Nó nói về nói thì cái mong muốn đầu tiên cũng là nghĩ cho ông nội bà nội. Hỏi bé là cái mong muốn đầu tiên là cái gì, là bé cứ nói là con cần một cái số tiền để lo cho ông nội bà nội là trước tiên hết. Còn cái ước mơ học ngày là sao nữa? Cái con không ước mơ đi học hả? Không chữ á. Ông chữ đi vốn là mai mốt đâu có được. Nói chung bây giờ đi học thì bé cũng muốn, nhưng mà theo con nghĩ là cái suy nghĩ của bé là nó lâu kiếm tiền. Tại vì đi học là còn thời gian rất là dài. Còn đi học nghề là một năm. Giỏi lắm, bà lớn làm rửa chén rửa bát thấy thương lắm. Rửa sạch sẽ lại đây thấy bà bãi cực á, cái rửa phụ thương. Nó cũng giỏi mà tại sao mà cha nó mà không biết trân trọng con mình, không biết tại sao. Có một thằng con rất giỏi, rất dễ thương mà tại sao nhỉ? Cô nghĩ nếu mà mê về phụ nữ quá cũng phải biết thương con mình, không nên. Dây vào con đường nó sẽ hư hỏng. Đàn ông mà mê quá rồi bỏ vợ, bỏ con vô, cô thấy là nó thiệt, cái đạo đức không có. Thấy bé nó tội quá. Tội nghiệp. Nó hiền quá trời. Nó hiền. Mà phải chi mà nó là theo vợ cỡ này là thấy cô thấy ở đây nó hư hết rồi. Hút thuốc, đi chơi, uống cà phê, cà pháo, còn này không có. Đó. Nói chung là từ nhỏ là thiếu thiếu tình thương của mẹ. Thiếu tình thương của mẹ. Mẹ. Rồi bây giờ lại trong cái hoàn cảnh là gia đình mâu thuẫn giữa cha với lại mẹ kế nữa. Nhưng mà giờ cô có một vấn đề vậy, cô sẽ nói là cô nghĩ là con vợ lớn của ông Phong. Bây giờ nói chung là cô cũng không biết mặt mà không biết tin ở đâu. Nếu mà sau khi mà cháu mà đăng được cái clip này lên á, là vợ của ông Phong, vợ lớn ông Phong á, nên á nhìn lại thấy con mình đi, cái hoàn cảnh của con mình đi. Bây giờ mình ra đi, mình đi lấy một người chồng khác mà không thấy liên hệ tới con mình, thăm con mình. Tôi nói là một người phụ nữ cũng như là không có cái tình thương vậy. Người một nữ đó là nói thiệt, xã hội này không ai quý trọng đâu, nói thẳng vậy đó. Yeah. Cô thấy là vậy là không có tốt. Người ta nói người phụ nữ bỏ chồng nhưng mà không có bỏ con. Nói cô thấy là đáng lẽ là chồng bỏ là mình phải thương con, giữ con mình, còn nay giao cho ông bà mình đi lấy chồng khác. Trời ơi, tôi thấy nhiều hoàn cảnh, tôi thấy đây phụ nữ đây chuyên ngôn vậy không. Vậy là mẹ của bé là bỏ bé lúc mấy tuổi cô biết không mẹ? Dạ, bỏ con lúc con học mẫu giáo. Mẫu giáo là 6 tuổi hả? Phải 2-3 tuổi á, 2-3 tuổi á. Mẫu giáo là 3 tuổi. Mà bà nội nuôi á, là thấy là bà nội cũng là giỏi. Ông bà nội lúc đó có nhà ở dưới đó, còn đi trồng cà, còn làm đâu động được, làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi cháu mà. Chứ không phải đợi ba nó đâu. Từ hồi đó giờ là mẹ con có quay về thăm con không? Vậy là không biết mặt mẹ luôn. Dạ con biết. Lúc biết rồi, giờ lúc đó còn nhỏ xíu, giờ nói chắc còn nhớ không? Còn nhớ mẹ con, nhớ mặt mẹ con không? Mày 3 tuổi sao mày nhớ mặt mẹ mày được? Ba biết tuổi có mẹ, nha. Biết có mẹ, biết có mẹ chứ không có biết mặt đâu. Trời, biết có mẹ nhưng mà đâu có biết. Biết bữa nào thì dẫn bà Bảy đi kiếm ơi. Lên coi nhỏ nó như thế nào. Lên thôi, vừa qua nói chung là cái mong muốn của bé thì nó cũng đã nói lên rồi. Thì nói chung là bây giờ tùy duyên thôi. Tùy duyên của cô chú anh chị trên cộng đồng mạng thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào mà thấy bé dễ thương quá, có thể là giúp đỡ cho bé có một cái nghề. Đó, bên cạnh đó là để cho bé có một cái tương lai tốt đẹp hơn cô chú chị. Chứ nếu mà không được sự giúp đỡ của tất cả của cô chú anh chị thì có thể là bé sau này á, bé sẽ đi lạc hướng cái con đường tương lai của bé, rồi sẽ lâm vào những cái tệ nạn xã hội, thì cái tương lai của bé thì sẽ mù mịt luôn. Thì người ta thường nói đó là giúp đỡ một người còn hơn là
và cứu một người còn hơn là xây bảy cảnh chùa. Đúng rồi. Mấy anh em cũng mong rằng là khi mà đăng tải những cái video này lên thì sẽ nhận được những cái tình yêu thương của tất cả cô chú anh chị gửi về cho bé cũng như là ông nội với bà nội. Thật sự đây là cái câu chuyện mà nó hy hữu từ trước tới nay mà mấy anh em đi chia sẻ rất là nhiều cái hoàn cảnh. Nói chung hoàn cảnh nào thì cũng có một cái sự là giải quyết nó được hết trơn á. Nó rất là giải quyết được, tại vì nếu mà cái câu chuyện nó đã tới cái bước đường cùng thì mình có thể mình ra chính quyền. Còn đằng này thì cô chú không có cái gì gọi là cái bằng chứng hay là cái giấy tờ gì để mà chứng minh cái tài sản đó là của mình hay là cái gì hết. Nên là bây giờ khi mà có câu chuyện này nó xảy ra, mình không có cái gọi là cái giấy tờ hay là cái bằng chứng gì để mà mình nói lên cái câu chuyện này. Tại vì thằng con bất lực, thằng con nhu nhược, thằng con ngu dốt. Đáng lẽ cha mẹ mình tin mình đưa số tiền như vậy, đáng lẽ là nó phải có trách nhiệm. Ở đây nó là thuộc nhu nhược, là ngu rồi. Nó mới để vậy, chứ nếu mà một thằng con mà nó khôn thì cha mẹ nó đâu có ảnh hưởng mất 500 triệu. Dạ. Yeah. Phải không? Đúng rồi. Thí dụ giờ em cất căn nhà này nhiêu, còn nhiêu, tiền của ba mẹ trả lại. Con này mới khôn, con chồng gì mà ngu rồi, ngu như bò vậy. Nói thiệt cô chửi đó. Cái thằng đó nói thiệt đó, nó trên điện thoại là cô nói rồi. Cô không có sợ nó đâu. Nói chung nói vậy đó. Nếu mà anh Phong này mà đã vậy đó, là cha quá ngu. Bỏ con của mình. Thì sau này anh ấy ra ngoài xã hội thì chắc chắn anh ấy cũng đi tương lai của anh ấy. Mà ai tiền rồi lãnh lương tháng mười mấy triệu lấy hết. Vợ lấy hết còn đồng. Tiền về không cho con đồng, không cho mẹ. Vậy làm đàn ông làm gì? Cái thằng này nó bị cái gì rồi? Nó ngu quá rồi, nó mù quáng rồi. Thì sẵn qua đây thì con cũng muốn hỏi cô Bảy nè. Thì cô là cái người ở địa phương ở đây. Cô cũng nắm rõ về cái tình hình của cô chú ha. Thì trong cái thời gian mà tụi con đăng tải những cái video này lên á, thì có một số cái comment nói là hàng xóm ở cách một hai căn nhà muốn biết cái câu chuyện này như thế nào thì nên là tìm hiểu hai phía. Thì ở trong cái comment đó thì cái người ở một hai căn nhà này á cũng chia sẻ nói là anh Phong này cũng có chơi hàng này kia. Một hai căn nhà này á là chỉ nhà của gia đình của con bé Hương này thôi. Còn mấy cái nhà kế bên này người ta không có nói. Nói chung là những người đằng đó rất là tốt, chỉ có gia đình nó kế bên sát vách nói nhau thôi, chứ còn đây á là thằng này á, cô nó thì hỏi từ mấy người chủ ấp quản lý là ai không bao giờ nói thằng này là xấu hết. Yeah. Thành ra nên á là cộng đồng mạng cũng đừng nên á nghe lời họ comment để nói xấu, để phá hại một cái gia đình của cái mẹ con của cháu Phong này. Cô thấy á là Phong nó làm đi làm rất là giỏi, tốt, cô rất là khen vấn đề đó. Nhưng mà có cái vấn đề ngu về á phụ nữ thôi. Ngu về phụ nữ rồi ngu về không lo cho con thôi. Yeah. Là cô chửi vấn đề đó thôi, chứ còn á là cái chuyện mà đập đá hay là quýnh bài quýnh đề là không bao giờ có, đừng có nói như vậy. Yeah. Có một cái chắc nói ngược lại, nói cái hoàn cảnh là có cái con chừng con vợ nó thôi, chứ làm gì mà nói đi quýnh bài quýnh đề, nhiều tiền rút cái ráo tiền rồi. Yeah. Nhỏ không có đồng xu nào lấy đâu chơi đó, là đừng có nói vậy. Nên á cộng đồng mạng đừng nên phải nghe lời những cái comment đó mà để nói xấu. Ở đây tôi biết hết đấy. Ở đây là cô nói. Biết quản lý ấp ở đây thì cô cũng gành ghẽ những cái người nào. Đó vì cô biết hết. Tại vì có những cái comment đó thì con cũng đắn đo. Họ nói xấu đó không có đâu. Đo, cô bảo đảm. Nếu mà đi xác minh thì hồi hổng gài thì tụi con cũng đã xác minh rất là nhiều cô chú hàng xóm ở đây rồi. Đó người ta 30 người thì ta cũng nói hết 10 người. Chứ không riêng gì người nào hết. Thì có thể là những cái comment đó là người trong nhà của cái người con dâu. Của người nói ra thôi. Con dâu chị Hương. Đó thì mong là sẽ cô chú anh chị mình còn xem giờ ý định á, thí dụ ý định muốn đuổi ông bà này đi á thì giờ đề nghị á, trả cái khoản tiền lại cho bà đi, ông bà đi, chứ đừng có kiểu mà đi á, là làm như vậy để hại bà tội nghiệp lắm. Bây giờ á, tiền bà đưa 50 triệu cất nhà thì giờ trả lại, còn á, tiền nhà tiền cửa tiền gì á thì con Hương phải trả lại cho bà hết đi rồi đi, cũng ấy giải quyết ra chính quyền giải quyết thẳng. Chứ bây giờ là dù rằng không có đúng giấy rồi, nhưng mà phải nắm được cái tình cái lý là nói vậy, chứ đừng có phải mà thấy người ta vậy là đuổi người ta tội nghiệp lắm. Thôi đơn giản thôi, bây giờ lấy của cô chú này miếng đất đó như là 500 triệu đi, bán cái nhà đất là 500 triệu đi. Mà giờ thôi gửi lại cho cô chú 100 triệu đi rồi đuổi cô chú đi đâu đi. Đi trả lại đi. Muốn đi đâu đi. Cho nó thà đuổi đi đưa tiền đi, chứ bây giờ hai ông bà đi đâu. Phải kêu ông bà mà có đất dọn đi rồi khỏi nói. Đúng rồi. Bỏ luôn đó. Nhưng mà giờ không có đất. Thì thôi con cũng cảm ơn cô Bảy ha. Rồi con chú cũng cảm ơn Dũng nha. Dạ. Con có muốn gửi lời gì đó. Lỡ lời nói đi, nó là quý cộng đồng mạng nè. Thương con, giúp đỡ con, rất cảm ơn.
này kia cái nọ, nói cảm ơn cộng đồng mạng, nói dạ, nhiều con lên. Con cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã thương con và giúp đỡ con. Rồi sắp tới như thế nào đó, nó cũng ít nói sắp tới như thế nào vậy đó, con ước mơ của con vậy đó. Để cho bà ấy mày ta đạo diễn mà không à, nó phải đạo diễn mày, nó nói là thôi vậy dạ, không thôi được rồi ơi. Được bảy ơi, bé nó ít nói quá rồi, nó nhiều lên. Mến chào tất cả quý cô chú chị nha, hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.